Xin chào mọi người, mình là Akai. Chào mừng mọi người đến với tập 4 của Akai và Linkage. Thì hôm nay mình có ý tưởng làm Linkage mới, cho nên là sẽ làm một video hướng dẫn cho mọi người cách làm Linkage này. Thì cái độ khó của Linkage này mình cũng không biết là nó gọi là khó hay dễ nữa, nhưng mà mình thấy nó khá là dễ chịu và thú vị, cho nên là muốn chia sẻ với mọi người luôn. Thì như những tập khác thôi, thì series này mình sẽ làm theo dạng là one take, tức là quay rồi up luôn, chứ mình sẽ không qua chỉnh sửa gì hết. Thành ra nếu ai có muốn coi thì chuẩn bị thời gian rồi ngồi tập cùng với mình luôn, chứ không có cần phải tôi đi tôi lại hay là phải coi tôi chậm gì đó. Thì nó giống như là một dạng lecture, một dạng bài giảng, nhưng mà trong Facebook thì nó sẽ trở thành một cái video hướng dẫn ngắn hoặc là dài, tùy theo cách định nghĩa của mỗi người. Thì dạng của mình là làm theo một cách tự nhiên, đi tới đi lui, rồi mình sẽ nói đến những cái hay, những cái dở, cũng như là cái những cái mẹo để tập, chứ không có làm đi làm lại chỉnh sửa nhiều. Thì nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ cho mình. Rồi mình trong Facebook mình ta gọi tên của mình là Akai. Thì hay thì có thể ủng hộ mình bằng cách là đăng ký channel của mình, để mà những lúc mình ra video mới thì mọi người có thể thấy được nó, thay bằng là lâu lâu vào check channel của mình để coi có gì mới không, thì nút đăng ký sẽ giúp cho chuyện đó. Còn nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về những linkage khác, hay là muốn đa dạng hóa cái phong cách của mình và combo và linkage của mình, thì có thể liên lạc với mình bằng cách là trên Facebook page của mình là Akai gạch nối Pen Spinner. Thì trên đó mình cũng sẽ trả lời những câu hỏi, những cái tin nhắn của mọi người, hoặc là mọi người có thể coi thêm những video hướng dẫn khác ở trên channel của mình, và có thể ủng hộ Neko là người chung team DNA với mình. Thì Neko cũng rất là hay làm clip hướng dẫn, và những cái đề tài nó cũng đa dạng phong phú, và mình thì rất là ủng hộ những ai chơi bộ môn này, và nhờ những người chơi mà bộ môn này được tiếp tục phát triển, và cũng như là không có bị tuyệt chủng, bị chết đi một cách lãng nhách. Thì không nói dài dòng nữa, mình nói nãy giờ cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái linkage này. Đó là có hai đoạn, nhưng mà mình hướng dẫn đoạn đầu. Thì đoạn sau là mọi người có thể tự nhìn theo, và mình có thể tập luôn cái trick đó và kết hợp vào trong linkage để ra được cái linkage này. Thì linkage này nó bao gồm cái phần charge một nửa, xong rồi để qua thumb và ngón cái, thumb và ngón trỏ chứ hả? Thumb và ngón trỏ, thì thumb và ngón trỏ như vậy nó, xong để ngược xuống lại nửa dòng, để lên nửa dòng đó. Thì nếu để ngửa lên thì nó ra như vậy. Thì cái linkage này thì mình có thể làm ngửa hoặc up đều được, nhưng mà up thì nó tiện lợi cho cái linkage của mình hơn. Thì up thì nó sẽ như thế này đây, hơi khó thấy nhưng mà đại loại là nó lên như vậy, xong rồi đẩy, và chắc chắn mình phải đẩy một vòng, thì nó cũng theo đà nó đẩy xuống thôi, chứ cũng không có phải là tập cái gì quá khó khăn đâu. Đó. Thì để hiểu hơn chiều quay thì mình nên làm úp lên, làm ngửa lên, chậm lại nha, lên, chụp lại, đẩy, đó. Nên mình có thể làm tiếp tục như vậy. Thì mọi người có thể thấy được cái chiều quay của nó, là nó quay đàng hoàng, nó quay theo dòng, chứ không phải là để xuống không.
Đó. Thì có rất nhiều cách để vô combo với cái linkage này. Thì đầu tiên mình sẽ làm chậm cái link này ha. Nhìn có thể nó hơi phức tạp nhưng mà chỉ là cái này lên như này nửa dòng xuống đó. À, giống như vậy. Hay là ngửa lên như vậy. Thì ngoài ra khi mà để tiếp tục cái link cache này thì mình có thể làm một cái trick nữa hoặc là một cái linkage ngắn nữa, đó là giờ bắt đầu bằng trigger sonic đi, thì mình lên đây ha, để ở đây khi mà nó lên lại trên này rồi à, lên tới đây đó, thì mình chỉ và hướng dẫn theo cách này là bởi vì mình giống như là mình ngồi kế bên mọi người, mình hướng dẫn cặn kẽ cụ thể cho những cái chi tiết nó được chính xác và rõ ràng hơn, chứ không phải là để mọi người tự tự tập và cứ phải tua chậm lại. Thì đó, thì mình đầu tiên là mình luyện cái này trước ha, thì cái chuyển động mình phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, thì khi mà mình úp úp cái bàn tay xuống thì nó sẽ được cái chuyển động như thế này. Thì đến lúc này ví dụ như mình kết bằng như vậy đó, thì đến lúc này cái mình đẩy qua đây đó, lúc này mình sau khi mình lên vậy đó đúng không? Để vào đây. Đó. Thì bắt đầu đây, bắt đầu ở đây xong rồi cái mình để lên đây. Mình đảo nửa vòng rồi. Đảo nửa vòng rồi, cái mình để qua. Đảo nửa vòng rồi cái mình để qua ngón này. Xong mình thumb around. Thumb around đằng này là mình đẩy bằng ngón trỏ chứ không phải là để bằng ngón giữa như bình thường. Bình thường thì thumb around mình đẩy ngón này. Đó. Thì chậm lại có thể là như thế này. Làm chậm thì cái hiệu ứng của cái linkage nó được không được thể hiện rõ, cho nên là mình sẽ làm nhanh. Nhưng mà nhanh tức là cái đà của mọi người khi tập cái linkage này cũng giống tương tự với mình. Thì chủ yếu là mình cầm cho nó quen tay cái những cái ngón nó cảm nhận rõ ràng là nó phải ra một cái động tác quay đàng hoàng đó. Mình có thể tập nhiều bằng cách là lặp lặp đi lặp lại như vậy. Thì cơ bản là khi mình úp cái bàn tay mình xuống thì nó không có được như là mình ngửa lên, nhìn nó không có rõ đó, nhưng mà khi mà ngửa lên thì nó giống như vậy, bay luôn vậy đó, ngửa lên nó giống như vậy. Mình ngửa bàn tay lên là cái chuyển động nó thể thể hiện rõ ràng là cái trick charge 0.5 lên, mình 0.5 0.5 chắc dừng lại đây thôi, 0.5 là dừng lại ở đây thôi. Vậy là hết một vòng hả ta? Vậy là hết một vòng. Mình nói mình cũng không biết là nó quay bao nhiêu vòng nữa, nhưng mà hết một vòng là mình lên đây, mình đẩy xuống một vòng xong mình lên ngược lại. Đó. Rồi, để ở đây ha. Để sẵn tay chụp lại. Đó. Thì trick này thì thực ra mình tập ngửa tay lên nó sẽ dễ nhìn thấy hơn là mình có làm đúng hay chưa. Đó, thì mọi người cứ làm theo giống như vậy, riết hơi quen tay thì làm sẽ liên tục, nhưng mà chú ý là phải cầm ở phần cuối nha, phần cuối của bút đó, nó sẽ giống như vậy. Thì đến khi mình úp tay xuống nó sẽ đó. Rồi thì cái đoạn linkage mình muốn đề cập hồi nãy đó là cái đoạn mà mình quay như vậy xong rồi cái mình để qua ngón một ngón hai đó là ngón trỏ và ngón giữa, để qua à, ví dụ để đó, để qua xong rồi đẩy thăm này đó. Thì mình làm một vòng để nhìn cho nó đỡ bị thừa lại không được nhỉ. Thì nếu cần thiết thì mọi người vẫn có thể tua chậm vì YouTube nó có tính năng này mà. Thì để bỏ vô combo thì mình có thể làm như theo sau đây. Thì mình cũng chỉ làm đại rồi.
bay tùm lum luôn. Ok, video hướng dẫn hôm nay là chỉ có thế thôi. Và mọi người tập thì cứ việc xem video của mình, hoặc là nhớ ý tưởng rồi thì cứ việc tự tập thôi. Đó, quen tay mình sẽ như vậy đó. Thì cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kai, và nhờ sự ủng hộ của mọi người mình sẽ cố gắng tiếp tục làm ra những video mới, và hy vọng những ai đã biết đến mình cũng như là những ai chưa biết mình mà lần đầu xem video của mình thì có thể coi thêm những video khác ở trong channel của mình. Gần đây nhất thì có hai series, đó là Akai và chuyện quay bút, là mình giống như là một cái talk show, mình nói về chuyện quay bút nói chung, và series Akai và Linkage, nơi mà mình hướng dẫn Linkage ngắn dài các kiểu nói riêng. Thì anh thấy hay thì cứ coi video đó, còn không thì coi những cái video ngẫu nhiên trên channel của mình cũng là ủng hộ cho mình rồi. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.